3629, đại cục làm trọng. Trương Nhược Trần đi ra từ trong vết nứt không gian, trở lại thần điện, kiếp thiên, triệu công minh, quảng mục chiến thần, hiên viên liên, đều chờ ở bên trong. Kiếp thiên ngồi tại trên cùng trên thần tỏa, khí độ siêu nhiên, nói, các ngươi nhìn, hôm nay liền nói, không cần lo lắng cho hắn. Lúc trước, hiên viên liên mời kiếp thiên suy tính Trương Nhược Trần cùng bóng đen hướng đi. Kiếp thiên cự tuyệt, dù sao, hắn thật suy tính không đến. Đường đường chư thiên, cũng không thể lộ ra sự mất mặt. Hiền viên liên lập tức nghênh đón. Thận trọng hỏi, thế nào? Trương Nhược Trần nói, ta không có thụ thương. Hiền viên liên trên mặt lộ ra ngạc nhiên thần sắc. Tiếp theo, tức giận, bản công tử nhìn ra được. Ta là hỏi ngươi, người kia bỏ chạy chỗ đó. Nhưng có nhìn thấu thân phận hắn. Trương Nhược Trần nhìn quanh trong điện. Phát hiện trì dao, bát rực giả xoa long đại tuyết nữ vương tiền trung sinh đều tải cuối cùng ánh mắt dừng ở quảng mục chiến thần trên thân quảng mục chiến thần sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ trầm lãnh trương nhược trần đây là nói rõ không tín nhiệm hắn ý tứ hừ một tiếng liền muốn đi ra thần điện hiền viên liên ngăn lại quảng mục chiến thần nói bản công tử cầm tính mệnh cam đoan với ngươi quảng mục chiến thần tuyệt đối có thể tín nhiệm trương nhược trần nói bản trưởng lão không có ý mạo phạm chỉ bất quá hiên viên ngân thành xuất sinh vạn khư giới quảng mục chiến thần cũng xuất sinh vạn khư giới ta cùng hiên viên ngân thành còn đồng dạng xuất sinh gia tộc hiên viên đâu hiên viên liên nói trương nhược trần nói người không giống giữa chúng ta giao tình sớm đã siêu việt tín nhiệm hai chữ dù không biết trương nhược trần mục đích là cái gì nhưng nghe đến lời này hiên viên liên trong lòng nhiều ít là vui vẻ đồng thời nàng cũng đồng ý lời này trương nhược trần nói hiên viên ngân thành bên kia có thu hoạch gì không hiên viên liên sắc mặt lập tức trở nên lạnh lẽo lắc đầu nói bị chú sát nguyên rùa lực lượng giấu tại trong cơ thể hắn thần nguyên trương nhược trần cũng không quá mức kinh ngạc nói hiên viên ngân thành chính là thái hư đại thần lấy gia tộc hiên viên đại thần siêu nhiên thế lực chỉ bằng nguyên rùa liền muốn bức hiếp hắn làm việc ta nhìn không có đơn giản như vậy không bằng mời liên công từ cùng quảng mục chiến thần đi một chuyến vạn khư giới đem hiên viên ngân thành thi hài đưa về gia tộc hiên viên hiên viên liên trong chốc lát hiểu được trương nhược trần là muốn cho nàng đào hố ở đây trương nhược trần đây là hoài nghi gia tộc hiên viên không cho phép bọn hắn cự tuyệt trương nhược trần nói hiên viên ngân thành đã có vấn đề dựa theo bản trưởng lão phong cách làm việc là muốn đem tộc nhân cùng truyền nhân toàn bộ cầm nã từng cái dò xét cùng thẩm vấn nhưng gia tộc hiên viên dù sao siêu nhiên thật làm lớn chuyện chẳng tốt cho ai cả. Liên công tử ra mặt liền không đồng dạng, các ngươi dù sao cũng là đồng căn đồng nguyên, có thể cùng hòa khí khí, rất nhiều thứ đều tốt đàm luận, nào có đơn giản như vậy, đem hiên viên ngân thành thi hài đưa trở về là có ý gì? Là hưng sư vấn tội, vẫn là sao sơn chấn hổ, cái này chú định chính là một kiện chuyện đắc tội với người. Trương Nhược Trần lại nói, liên công tử dù xuất sinh gia tộc hiên viên, nhưng bản trưởng lão hoàn toàn tín nhiệm ngươi. Điệt không tin tưởng ngươi sẽ bao che tộc nhân. Đồng dạng một câu, hiên viên liên cũng rốt cuộc không có lúc trước cảm giác vui sướng. Liền bắt rực giả xoa long đều có chút nhìn không được. Cảm giác trương nhược trần đem hiên viên liên hố quá hung ác. Nói, hiên viên ngân thành chỉ là đại thần, có thể tiếp xúc đến bí ẩn, tất nhiên có hạn, bây giờ đã vẫn lạc, nghĩ từ trên người hắn cha, thật rất khó, đại trưởng lão, bóng đen kia đến cùng bỏ chạy nơi nào trương nhược trần nói bất chu sơn thiên đình rất nhiều thần linh lúc tuổi còn trẻ đều tại không gian thần điện tu luyện qua thậm chí từng tiến vào bất chu sơn một chút đặc biệt địa vực lịch luyện nếu là không gian thần điện nội bộ có dấu một vị lượng tôn trốn ở bất chu sơn bên trong hỗn loạn không gian cũng không phải là không thể nào sự tình bởi vậy ngay lập tức bọn hắn không có nghĩ đến hoài nghi trên thân điện chủ trương nhược trần nói người kia tinh thần lực hẳn là đạt đến cấp 89 trung kỳ. Có khả năng càng mạnh hơn, mà lại, tại không gian chi đạo cùng trận pháp chi đạo bên trên tạo nghệ cực cao. Đối không gian thần điện hiểu rõ phi thường sâu, quen thuộc thần điện bên trong tất cả trận pháp, có thể áp chế ta điều động không gian áo nghĩa, như có một đạo kinh lôi, đánh chúng trong điện tất cả mọi người. Thời thế hiện nay có thể thỏa mãn Trương Nhược Trần nói tới điều kiện cường giả ngoại trừ không gian thần điện điện chủ còn có thể là ai khó trách trương nhược trần lúc trước không quá nguyện ý hướng tới đám người thổ lộ điện chủ là lượng tôn không gian thần điện còn có cái gì tồn tại tất yếu cái này so trận diệt cung tình huống càng nghiêm trọng hơn hiền viên liên muốn mở miệng nói cái gì trương nhược trần trước một bước nói thiên tôn để cho ta tới làm không gian thần điện đại trưởng lão đã nói rõ không gian thần điện nội bộ vấn đề nặng bao nhiêu hắn để cho ta tới phá cục, tựa như ta hy vọng ngươi đi ra tộc hiên viên phá cục đồng giảng. Như không gian thần điện điện chủ là lượng tôn, như vậy, từ trương nhược trần cái này đã từng bảo hộ qua nghịch thần tộc. Đồng thời bị cửu thiên chọn chúng người, đến xử lý việc này mới là thích hợp nhất. Trương nhược trần lời nói xoay truyền, nói, bất quá, cổ cường giả thường có dáng lâm. Người kia cũng có thể là trong lịch sử không gian thần điện một vị nào đó điện chủ. Yên tĩnh một lát, triệu công minh ánh mắt sắc bén nói vậy liền đánh lên bất chu sơn đem hắn tìm ra có kiếp thiên ở đây cho dù cấm thổ cũng muốn san bằng trung cực nội tình cũng đừng hòng cản chúng ta hiên viên liên lộ ra lo lắng thần sắc nói không gian thần điện mấy ngày nay hành động không ngừng nhốt đến từ mấy chục tòa đại thế giới trên trăm tôn chân thần thiên đình các giới sớm đã huyên náo xôn xao lúc này tiến đánh bất chu sơn không phải hành vi sáng suốt Huống hồ, chúng ta lại không có chứng cứ xác thật a, à, vạn nhất bị lượng tổ chức lợi dụng đâu. Quảng Mục Chiến Thần thâm dĩ vi nhiên gật đầu, nói, Bất Chu Sơn là Tây Nghiêu Hạ Châu, thậm chí toàn bộ Thiên Đình đệ nhất thần sơn, bên trong sinh trưởng ra hải lượng linh dược, thánh dược, tài nguyên chi phong có thể so với trăm tòa đại thế giới. Hàng năm đều có đại lượng tài nguyên tu luyện tiến cống Thiên Cung. Nếu đánh một trận hủy đi, đối toàn bộ Thiên Đình đều là tổn thất to lớn chỉ sợ là, người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng, kiếp tôn giả thật là có chút sợ hãi bị mọi người đẩy chú ý đánh lên bất chu sơn. Nhưng chư thiên khí thế không thể ném, trầm giọng nói, cấm thổ lại như thế nào, trung cực nội tình thì sao, bản thiên người mang thủy tổ thần nguyên, liền đạp bằng nơi nào bất bình, bất quá, cái này nói rõ là lượng tổ chức kế ly gián, muốn lấy không gian thần điện làm chiến trường, phần liệt thiên đình chúng ta tuyệt không thể rơi vào bọn hắn tính toán bên trong. Bát rực giả xoa rồng nhẹ gật đầu, nói, hiện tại không gian thần điện mâu thuẫn kịch liệt, là danh phù kỳ thực trung tâm phong bảo, một ngọn lửa nhỏ, liền sẽ bị dẫn bảo, tiếp theo lan tràn đến toàn bộ thiên đình vũ trụ, ánh mắt của mọi người, mang theo vẻ lo lắng, cùng nhau nhìn về phía trương nhược trần, dù sao theo bọn hắn nghĩ, muốn đánh lên bên trên bất chu sơn, khẳng định là trương nhược trần. Trì Côn Luân chết, đạo hắc ảnh kia tuyệt đối là chủ hung, như Trương Nhược Trần Liều Lĩnh, kiên trì muốn chiến, bọn hắn cũng chỉ có thể đi theo. Trương Nhược Trần nói, Bất Chu Sơn bên trong, làm sao có thể không có không gian truyền tống trận? Bình thường không gian truyền tống trận, chúng ta có thể thông qua khóa chặt không gian, làm cho mất đi tác dụng, nhưng nếu là bán tổ cấp, thì tổ cấp tiên hiền lưu lại không gian truyền tống trận, chúng ta không khóa lại được cho nên đánh lên bất chu sơn cũng không thể dùng. Kiếp thiên tiếc núi nói, Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, chỉ ít có thể đem bức đi ra, làm hắn không cách nào lại ẩn thân không gian thần điện. Bất quá, đây cũng không phải là là thượng sách, thượng sách là cái gì? Bát rực dạ xoa long hỏi, Trương Nhược Trần nói, chờ, đợi đến khi chúng ta trước thanh lý những tai họa ngầm. Thiên đình thế cục ổn định lại, đợi đến bọn hắn lơ là sơ xuất thời điểm lại liên hợp mấy vị chư thiên, cùng một chỗ đánh lên bất chu sơn. Hiện tại xuất thủ, không phải thời cơ tốt, cũng không có làm tốt sách lược vẹn toàn. Tóm lại, một khi động thủ, liền tiệt không thể cho bọn hắn cơ hội đào tàu. Gặp Trương Nhược Trần hiểu rõ đại nghĩa như thế. Hiên viên liên âm thầm thở dài một hơi. Nói, bọn hắn là có ý gì? Trương Nhược Trần nói, cổ cường giả, một vài vị điện chủ trong lịch sử không gian thần điện. Đây chỉ là suy đoán của ta bất quá bất chu sơn tài nguyên phong phú tu luyện hoàn cảnh yêu việt không gian lộn xộn phong phú đặc biệt là vũ khư tại đỉnh núi là nơi cổ cường giả muốn che giấu mình cùng khôi phục tu vi nơi này tất nhiên là lựa chọn đầu tiên nếu không vì sao bóng đen chạy đến bất chu sơn về sau không có khởi động không gian truyền tống trận đào tàu mọi người không có cảm ứng được không gian ba động đi dạng này bảo địa một khi rời đi đi đâu tìm được chỗ thứ hai đương nhiên muốn tê liệt hắn còn phải cần công minh huynh cùng kiếp lão tiến bất chu sơn một chuyến phải làm làm bộ dáng chỉ giao nói nếu như đạo hắc ảnh kia chính là không gian thần điện điện chủ thì sao trương nhược trần ánh mắt nhíu lại nói như vậy điện chủ trong thời gian này tất nhiên sẽ xuất quan trong điện chúng thần tâm tình không khỏi đều có chút phức tạp như bị trương nhược trần đoán đúng không gian thần điện điện chủ thật xuất quan đến cùng là động thù vẫn là không động thủ đâu. Bọn hắn lại không biết, Trương Nhược Trần sở dĩ cực lực ngăn cản bọn hắn cường công bất chu sơn, nguyên nhân lớn nhất, nhưng thật ra là liên quan tới Tử Tâm Thiên Tôn Lan truyền thuyết. Loại này ngay cả Thiên Tôn cấp cường giả đều có chỗ tốt thần dược. Có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nếu là thật sự để mấy vị chư thiên đánh lên bất chu sơn, sàn bằng cấm thổ, Tử Tâm Thiên Tôn Lan nào có Trương Nhược Trần một phần huống hồ hiện tại hoàn toàn chính xác không phải xuất thủ thời cơ tốt. Bên trong có tuân dương tử, mộ dung hoàn những người này tùy thời chờ lấy trương nhược trần phạm sai lầm. Ngoài có khối lượng hoàng, ba nhĩ, lôi phạt thiên tôn, 72 phẩm liên nhìn chầm chầm hắn, càng có địa ngục giới chư thần tại tinh hải theo dõi. Nếu là chiến tranh bộc phát, chưa thể khống chế lại đại cục, sẽ chết rất nhiều người. Đột nhiên, trương nhược trần đánh vợ yên tĩnh, nói ta muốn mượn cơ hội này, giết nhan vô khuyết. Thật là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Đám người lập tức liền muốn khuyên. Hiền viên liên càng là sắc mặt tái xanh. Trước đây không lâu nàng mới khiến cho Trương Nhược Trần không muốn nóng vội. Giết nhan vô khuyết động tĩnh dù không bằng tiến đánh bất chu sơn. Nhưng đây chính là một vị công chủ. Là muốn dẫn phát động đất. Trương Nhược Trần ánh mắt kiên định. Hiển nhiên là chủ ý đã định. Nói nhàn vô khuyết là đào tẩu ra khỏi thần ngục đồng thời tại chúng ta vây công xuống tự bạo thần tâm đem chúng ta tất cả mọi người đã thương nặng đây là một cái dẫn xà xuất động cơ hội ta không muốn bỏ qua triệu công minh nhãn tỉnh sáng lên nói cái này rất hay giữ lại nhan vô khuyết trung quy là đêm dài lắm mộng vạn nhất bị hắn đào tẩu hậu quả khó mà lường được hiền viên liên suy tư một lát nhẹ gật đầu cảm thấy cái này có thể thực hiện nói tự bạo thần tâm tạo thành tinh thần lực ba động thế nhưng là không nhỏ. Trương Nhược Trần nói, cho nên, phải mời xích hà phi tiên cốc vị kia hỗ trợ. Lão Thái Thái chưa chắc sẽ cùng chúng ta làm loạn, ta tự mình đi mời đi. Triệu công minh thu liễm trên thân khí tức, biến mất tại thần điện bên trong. Trương Nhược Trần ánh mắt trở nên thâm trầm, nhìn về phía thiên ngoại, nói, cái này tính không được diệu, nhưng cũng may, trước đó liền đẩy bọn hắn mấy cái. Lại hiện tại nước đã đầy đủ đục, bọn hắn lên hay không lên câu? Liền xem bọn hắn lòng giết ta đủ mạnh liệt hay không? Hết chương 3629 rồi à, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ TSS channel bạn nhé.